xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những loại thực phẩm giúp chúng ta phòng chống lão hóa Cũng như là ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn như mọi người đều biết thì nếp nhăn hay là lão hóa là một trong những vấn đề đáng quan ngại không chỉ của chị em phụ nữ mà của tất cả mọi người. Uhm, và chỉ ngoài 25 tuổi thôi các nếp nhăn này đã bắt đầu xuất hiện trên da của chúng ta rồi cũng như là đó là biểu hiện của việc khi mà collagen sản xuất chậm hơn thì da của chúng ta, độ đàn hồi của chúng ta ngày một kém hơn. Chính vì vậy làm như thế nào để xóa bỏ được các nếp nhăn cũng như là ngăn chặn được sự lão hóa đến sớm luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những loại thực phẩm tự nhiên rất hiệu quả trong việc phòng ngừa lão hóa cũng như là ngăn chặn xóa mờ các nếp nhăn nhé cái tên đầu tiên trong danh sách những loại thực phẩm giúp xóa mờ và ngăn chặn nếp nhăn ngày hôm nay đó chính là cà chua như mọi người đều biết thì cà chua chứa nhiều vitamin c là một trong những loại thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người đồng thời cà chua nó còn là một trong những loại thực phẩm ở bổ sung collagen đồng thời là tái tạo làn da cho chúng ta Cà chua giúp xây dựng collagen và làm cho làn da của bạn trông săn chắc hơn và dày hơn một chút. Cà chua cũng có lycopene, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia tử ngoại và cải thiện hệ thống mạch máu của bạn. Nhiều nghiên cứu cho thấy sau 6 tuần ăn cà chua thường xuyên, cải thiện sức khỏe của da chúng ta đáng kể cái tên thứ hai trong danh sách ngày hôm nay đó chính là những loại quả mọng và nói về những loại quả mọng thì quả việt quất và quả mâm xôi chính là lựa chọn hàng đầu cho chúng ta những loại quả này thì đã được chứng minh là có chứa nhiều vitamin này flavonoid hay là các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người khi chúng ta sử dụng hai loại quả này thì không những là cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn sức khỏe của chúng ta được cải thiện mà bên cạnh đó thì làn da của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể những nếp nhăn cũng sẽ biến mất dần trong quả việt quất và mâm xôi chứa nhiều flavonoid, polyphenol, vitamin, chế phẩm sinh học và nhiều chất chống oxy hóa. Chúng có tác dụng nhặt các gốc tự do được ví là rác trong cơ thể để thải ra ngoài và có thể thúc đẩy tái tạo tế bào da tươi mới. Cái tên thứ ba trong danh sách những loại thực phẩm giúp ngăn ngừa nếp nhăn ngày hôm nay đó chính là trà xanh như mọi người đều biết rằng trà xanh là một trong những loại thức uống quen thuộc và là một trong những loại nguyên liệu được sử dụng để làm đẹp đối với rất nhiều người rồi đúng không bởi vì trà xanh thì đã được chứng minh rằng có chất chống oxy hóa đồng thời là khi chúng ta sử dụng trà xanh nó mang đến nhiều tác dụng cho cơ thể của chúng ta Bên cạnh việc là tăng cường các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và trà xanh thì còn được biết đến là một trong những loại sản phẩm có ích cho da mặt nhất là đối với việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Bên cạnh việc sử dụng trà xanh, nó vừa giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa được sự tác hại của các tia UV hay là ảnh nắng mặt trời, đồng thời là khiến cho da của chúng ta được căng bóng tươi trẻ hơn và ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn. Thứ tư đó chính là cá, khi nhắc đến cá thì mọi người thường nghĩ rằng cá chỉ cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà không nghĩ rằng chúng có tác dụng vô cùng tuyệt vời với làn da đúng không tuy nhiên trên thực tế thì rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng ta sử dụng cá thường xuyên có thể mang lại cho chúng ta một làn da vô cùng hoàn hảo nếu da của bạn là da khô mãn tính thêm các thực phẩm có chứa chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn chúng sẽ giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn từ trong ra ngoài Cá hồi hoang dã là tốt nhất cho làn da của bạn do có nhiều axit béo omega 3. Cá giàu axit béo omega 3 khác bao gồm cá mòi và cá thu đại Tây dương. Cái tên thứ năm trong danh sách ngày hôm nay đó chính là những loại quả hạch. Ừ, khi nói đến những loại quả hạch thì cái tên đầu tiên chúng ta cần phải nhắc đó chính là quả ốc chó rồi đúng không hay là hạt điều chẳng hạn và khi sử dụng những loại hạt này thì chúng ta chỉ biết rằng nó cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể đồng thời là cải thiện sức đề kháng của chúng ta nhưng trên thực tế thì những loại quả này còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với làn da trong khi quả ốc chó chứa nhiều chất axit béo omega 3, tất cả các loại hạt bao gồm hạt hạnh nhân, quả phỉ, đậu phộng và hồ chăn là tốt cho sức khỏe của bạn khi ăn điều độ. Ăn nhẹ các loại hạt này cho thấy lợi ích của chúng giúp cho da của chúng ta mịn hơn, đồng thời làm sáng làn da và loại bỏ các sắc tố melanin ra khỏi da mặt của chúng ta. Thứ sáu đó chính là quả bơ. Không giống với cá hay là các loại hạt, bơ được xem như là một trong những loại quả cung cấp chất béo vô cùng tốt cho cơ thể của chúng ta. Nhiều người thì thường sử dụng quả bơ để làm mặt nạ này hay họ sử dụng bơ thường xuyên như là một liệu pháp giúp da của mình trở nên đẹp hơn và điều này thì chắc chắn là hoàn toàn có lợi với sức khỏe của bạn. Bơ có nhiều chất béo tốt cho làn da của bạn, nhưng nó không dừng lại ở đó. Bơ cũng rất giàu glutathione có tác dụng chống lão hóa. Glutathione giúp giảm mụn trứng cá và nếp nhăn. Sử dụng quả bơ thường xuyên sẽ giúp cho bạn có làn da sáng mịn hơn, đồng thời loại bỏ được các nếp nhăn trên da của bạn. Và cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là mật ong. Như mọi người đều biết rằng mật ong là một trong những chất chống oxy hóa vô cùng tốt. Đồng thời mật ong thì lại có tác dụng vô cùng tốt với sức khỏe. Và trên thực tế thì bạn có thể sử dụng mật ong để đắp trực tiếp lên da mặt của chúng ta, cũng như là việc mật ong thì sẽ mang lại cho chúng ta một làn da căng bóng sáng mịn hơn và ngăn chặn các sắc tố melanin cũng như là ngăn chặn các nếp nhăn hình thành trên da mặt của chúng ta vừa rồi là những loại thực phẩm vô cùng tốt để ngăn chặn nếp nhăn cũng như là ngăn ngừa việc lão hóa xuất hiện sớm với chúng ta và với những loại thực phẩm mà kiều anh vừa kể trên thì các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình đồng thời là chúng ta sử dụng nó để giúp tăng cường sức khỏe và nếu như các bạn thực sự muốn có một làn da trẻ trung tươi đẹp hơn nữa, thì Kiều Anh khuyên rằng chúng ta cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm cung cấp collagen hay là những loại viên uống collagen để giúp cho chúng ta có một làn da khỏe mạnh hơn, ngăn chặn quá trình lão hóa. Chẳng hạn như là nước uống collagen 10.000VP đến từ Hàn Quốc hoặc viên uống cấp nước collagen Inabi Aquarix. Các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm qua đường link ở dưới video này để truy cập vào trang web koreashop24h.com để đặt hàng cũng như là tham khảo thêm thông tin về sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết cách bổ sung những thực phẩm gì để giúp cho chúng ta có làn da tuyệt vời hơn. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm chống lão hóa da thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.